Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ các bạn Ở Việt Nam các bạn đã bước vào thứ sáu thầy một cuối tuần nữa các bạn Một tuần thực thật sự là chúng ta thấy được trôi qua rất nhanh Tuần nào tôi cũng nói như vậy nhưng mà đó là thật các bạn mới đây thôi lại hơn một tuần rồi Và hôm nay chúng ta cũng có rất nhiều những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết chúng ta đã nhìn thấy được là chỉ số chiến của Hoa Kỳ ngày hôm nay rất là xanh các bạn Cả ba chỉ số luôn chúng ta nhìn thấy là Nasdaq tiếp tục tăng và tăng 1.28% ngày hôm nay S &S S&P 500 đó thì tăng gần như một 1% và Dow chôn kết thúc đã tăng 0.47. Thì bây giờ chúng ta thấy được là cả ba chỉ số lớn thì không có nhiều động tĩnh các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ có hai thông tin quan trọng. Có thể là một thông tin sẽ được công bố vào tối ngày hôm nay nhưng mà ngày mai đó cái thông tin quan trọng đó chính là liên quan tới phần trăm thất nghiệp nhưng mà hầu như ai cũng hiểu phần trăm thất nghiệp cho dù có tăng lên đi nữa đó, thì cũng không có hệ hấn gì đâu các bạn cho dù nó lên 3.6 3.7 3.8 thì cái phần trăm thất nghiệp đó cũng rất là thấp cũng không có thể nào mà lung lay phép được đâu nhưng mà thị trường vẫn rất lạc quan các bạn tại vì chúng ta cũng đã biết ngày hôm qua đã có hai quan chức của Fed cùng nhau đồng thanh nói là ủng hộ việc Fed sẽ bỏ qua một lần tăng lãi suất không phải là ngưng tăng lãi suất mà sẽ bỏ qua lần tăng lãi suất tháng 6 này và sau khi mà có thông tin đó, đó các bạn thấy được là mọi thứ đã thay đổi rất nhanh chóng luôn tới bây giờ đó là 73.7% Nhiên về ở trên CME futures là nhiên về Fed sẽ ngưng tăng lãi suất trong khi chỉ có 26.3 nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm 0.25 mà thôi và đây là cái sự thay đổi rất là nhanh chóng các bạn tại vì cái tay 3 ngày đó thì hoàn toàn ngược lại cái đây 3 ngày đó thì phần lớn nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất đương nhiên cho dù là Fed à, không tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 14 tháng tháng 6 này cũng không nghĩa là họ sẽ ngưng tăng mãi mãi Họ nói là họ chỉ có ý định là bỏ qua một lần tăng mà thôi để có thêm thông tin rồi mới quyết định là có tăng tiếp hay là không Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cuộc họp tháng 7 ngày 26 đó thì ra sao các bạn Chúng ta cũng đã biết nếu như mà Fed ngưng tăng đó thì lãi suất chỉ giữ mức là 5 tới 525 Chúng ta nhìn vào tháng 7 đó hiện bây giờ hợp đồng tương lai đó thì hầu như chia ra làm ba các bạn Thậm chí chúng ta nhìn thấy được là cái phần lớn nhất nghĩ là Fed trong tháng 7 này đó lại sẽ tăng thêm 0.25% là 48.1% còn lại ba mươi chín sáu nghĩ là fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất và chúng ta đã có mười hai ba phần trăm nghĩ là fed sẽ tăng 0.5% năm phần trăm các bạn nhưng mà đương nhiên cái phần trăm này đó có thể là những người nghĩ là fed sẽ tăng 0.25% hai mươi trong đợt này rồi tăng thêm 0.25% hai mươi trong đợt kế tiếp nữa nói chung chúng ta đã đi vào một cái thời điểm mà những hành động của fed bây giờ đã không có còn rõ ràng như trước nữa trước đây tôi nghĩ là mọi thứ rất rõ ràng là fed sẽ tăng nhưng mà không biết tăng bao nhiêu mà thôi có phải là tăng 0.5 hay 0.25 nhưng mà bây giờ Fed có tăng hay không nó cũng không rõ nữa các bạn Chúng ta đã đi vào cái thời điểm gần cuối của một cái sự tăng trưởng lãi xuất rồi Fed sẽ ngưng bất cứ lúc nào nhưng mà không biết lúc đó là khi nào à, Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi nhưng mà thị trường bây giờ thì cũng khá lạc quan với cái thông tin đó Và chúng ta cũng có thêm một thông tin nữa đó chính là việc nợ trần các bạn Rất nhiều bạn hỏi thuận là ngày hôm qua đó thì cái thỏa thuận nợ trần của Hoa Kỳ đã thông qua Hạ Viện Khi nào Thượng Viện mới bắt đầu bỏ phiếu thì hồi sáng này chúng ta không có rõ nhưng mà có một cái sự chia sẻ đến từ Tom Lee Tom Lee là của công ty Funstrat các bạn mà họ cũng có một cái đơn vị ở Washington DC để mà săn tin Thì có thông tin nội bộ nói là trong vòng ngày hôm nay đã sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện Và nếu như mà thông qua, tại vì ở Thượng viện chỉ cần 60 phiếu mà thôi Nếu như mà thông qua đó thì cái dự luật nợ chân này sẽ đến trước mặt của Tổng thống Joe Biden vào lúc rạng sáng để ký để chính thức trở thành luật Và khi đó thì mọi thứ sẽ ổn hôm nay là ngày 1 tháng 6 các bạn và nếu như mà mọi thứ như là Tom Lee nói đó thì sẽ coi như là xong vào ngày hôm sau là ngày 2 tháng 6 và cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ là chúng ta đã nhận được thông tin chính thức đến từ quốc hội các bạn quốc hội nói là họ sẽ bắt đầu bỏ phiếu cho cái thỏa thuận nợ trần này và sẽ tốn vài tiếng đồng hồ có nghĩa là khả năng trong vòng đêm nay chúng ta sẽ biết thông tin rồi sáng mai chúng ta sẽ thức dậy và có thể đã thấy cái thông tin là cái việc thỏa thuận nợ trần đã coi như xong rồi tổng thống đã ký và chính thức trở thành luật có một số bạn sẽ hỏi là khả năng là cái thỏa thuận nợ trần này có thông qua thường bị được hay là không thì Thuận cũng giống như là đã từng chia sẻ với các bạn khi mà cái nợ trần này đã được thỏa thuận bằng miệng thì lúc đó nó cũng nói là khả năng là sẽ được thông qua các bạn tại vì đây là những người đại diện cho đảng của họ thì nếu như mà những người đại diện à, đã chấp thuận rồi thì đương nhiên những cái người mà có quyền trong đảng họ cũng đã biết và họ cũng đã đồng ý rồi cho nên khả năng khi mà bỏ phiếu đó đó chỉ một hình thức mà thôi à, chúng ta cũng biết cách đây vài ngày đó thì có rất là nhiều người lớn tiếng nói là sẽ phản đối dự luật này chúng ta cũng đã đọc rất nhiều thông tin nhưng mà thường cũng đã chia sẻ với các bạn cái số lượng người mà không chấp thuận đó thì họ sẽ rất lớn tiếng họ có đủ để mà đẩy lùi cái thỏa thuận này không đó thì có khả năng là không đâu các bạn tại vì như thường dự chia sẻ cái thỏa thuận này đã được thông qua nhiều người trước khi mà chính thức bỏ phiếu và ngay cả bây giờ chúng ta nhìn thấy được là đại diện cho đảng dân chủ chất sumer à, hiện bây giờ đó thì ở thượng viện là đảng dân chủ đông hơn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là ngay cả người đại diện đảng dân chủ chất sumer nói là sẽ làm tất cả có thể để thúc đẩy sự thành công bỏ phiếu của ngày hôm nay cho thượng viện đó là cái thông tin mới nhất liên quan tới nợ trần các bạn và chúng ta nhìn thấy được thị trường đương nhiên hôm nay là có phản ứng tốt rồi và ngày mai đó thì uh, pre market thêm bây giờ vẫn chưa có nhiều động tĩnh tuy là xanh nhưng mà không xanh nhiều lắm con về dầu thì sao các bạn dầu đó hôm nay đã trở lên mức là 70 đô các bạn tăng 0.24% ở à, mức là 70 đô 27 cent một thùng dầu. Cuối tuần này chúng ta sẽ có một cái cuộc họp à, bởi cái nhóm OPEC Plus á, họ sẽ họp ở à, Vienna. Khi nào có thông tin chia sẻ với các bạn không biết là họ họp rồi có quyết định là tiếp tục cắt giảm xăng dầu hay là không. Lần trước họ cắt giảm à, thì cũng không có hiệu quả các bạn. Lần này không biết họ có muốn tiếp tục con đường đó để tiếp tục cắt giảm nữa hay không. Tại vì cắt giảm đó, thật ra cũng không có phải có lợi nhiều của họ đâu cắt giảm để đẩy giá dầu lên nhưng mà bây giờ họ cắt giảm giá dầu cũng không có tăng thì sẽ làm như thế nào đó là điều chúng ta sẽ nhận được sớm còn về vàng thì các bạn thấy được vàng ở mức là bây giờ muốn trở về 2.000 đô 1.995 đô cho một ounce vàng hôm nay tăng 0.02% các bạn cũng không có nhiều sự thay đổi tăng một chút so với lại giá của ngày hôm qua còn về crypto thì sao crypto đó thì chúng ta được là giá của btc bây giờ thì cũng cỡ đó các bạn xây quanh mức là khoảng hai mươi đô hôm nay thì cũng 27.100 đô rồi xuống còn 26.800 đô hiện ngay lúc là video này đó là 26.956 thì coi nhìn hai mươi bảy đô không có nhiều sự thay đổi và chúng ta nhìn thấy được là cả thì crypto những ông lớn đó thì có xanh có đỏ nhưng mà cái xanh và đỏ cũng không có phải là nhiều phần trăm lắm đâu và chúng ta có thể nhìn thấy được là cả thị trường crypto vốn hóa ngày hôm nay đó thay đổi chỉ có âm 0.3% mà thôi, vẫn gần cái mức là 1.2 nghìn tỷ tổng cộng. BTC thì các bạn thấy được là so với giá giờ này ngày hôm qua thì xuống 0.5%, Ether thì cũng cỡ đó. Những đồng lớn thì cũng không có sự thay đổi nhiều. Và có rất nhiều bạn hỏi thường về cái cập nhật liên quan tới cái heat map à, về cái số lượng BTC bây giờ đó đang được bán bởi những nhóm nào và thu mua bởi những nhóm nào. Thì à, cuối cùng đội của Thường cũng đã kiếm được cái thông tin chính thức à, từ cái trang web Coindesk. Tôi sẽ cố gắng chia sẻ thông tin này nhiều hơn với các bạn hàng tuần. Thì chúng ta nhìn thấy được đây là cái thông tin cập nhật mới nhất ngày hôm nay ngày 1 tháng 6 và chúng ta đã thấy được là hầu như cả tháng qua cái phần ngay bên trên này nghĩa là cái phần mà những người mà có hơn 10.000 BTC thì các bạn thấy được là rất là xanh có nghĩa là gì? có nghĩa là họ thu mua trong khoảng thời gian là cả tháng qua trong khi tất cả những nhóm khác các bạn những nhóm mà có từ 10.000 BDC trở xuống như như là 1.000 tới 10.000 100 tới 1.000 10 tới 100 vân vân thì chúng ta thấy được là tất cả những cái nhóm địa chỉ ví đó đều là màu đỏ và màu đỏ là gì các bạn màu đỏ có nghĩa là họ có dấu hiệu bán thì hiện bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục thấy dấu hiệu thu mua là đến từ những ví lớn các bạn có dấu hiệu là cá voi vẫn đang âm thầm gom hàng hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cái thời điểm mà có có nhiều địa chỉ ví à, mà lưu trữ từ 1 tới 10.100 tới 1.000 BTC à, thu mua đó và những cái nhóm mà có số lượng BTC thân thu mua đó chính là cái à, thời điểm hồi tháng 4 các bạn. Nhưng mà lúc đó lại là lúc mà chúng ta nhìn thấy được là cái nhóm mà lưu trữ nhiều BTC nhất à, hơn 10.000 BTC lại là màu đỏ, đó là thời điểm mà họ bán. Bây giờ thì ngược lại các bạn, bây giờ họ mua nhưng mà những nhóm khác lại có dấu hiệu là bán bây giờ họ đang tích lũy đó là gì mà thường có thể chia sẻ được từ cái thông tin này và thường đó những thời điểm mà không có nhiều người quan tâm đến giá cả của BTC tại vì người ta cảm thấy được bây giờ cũng nhàn chán khi mà giá của BTC ở một cái mức nào đó một thời gian đó thì những người khác sẽ không quan tâm nhưng mà lúc đó là những lúc mà chúng ta nhìn thấy là cá voi sẽ sẽ tích lũy và chúng ta đang thấy điều đã xảy ra đương nhiên tất cả những tài liệu này đều dựa theo on chain chúng ta chỉ biết khi nào mà bdc rời khỏi ví và nạp vào mà thôi chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được là họ mua hay là bán nhưng mà dựa theo on chain thì họ sẽ tính nạp vào nghĩa là thu mua còn rời khỏi nghĩa là sẽ bán và chúng ta có thể nhìn thấy thêm một tài liệu từ Classno các bạn cũng dựa vào tài liệu on-chain Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái đường mà màu đen trên màn hình đó chính là giá của BTC Và chúng ta có hai đường khác các bạn, một đường là màu hồng trên màn hình đó. Có thể hiểu đây là cái mức giá trung bình của những nhà đầu tư ngắn hạn và chúng ta nhìn thấy được có một màu nữa đó chính là cái đường mà màu cam trên màn hình cái đường màu cam này đó đại diện cho cái mức giá trung bình của những nhà đầu tư ngắn hạn nhưng mà nó dựa theo cái giá mà di chuyển on chain chứ không phải là dựa theo cái giá hiện bây giờ nói chung cả hai đều là hai cách tính cái giá trung bình dựa theo từ on chain còn một đường nữa đó chính là cái đường màu xanh dương các bạn nhìn thấy đây là đại diện cho cái đường trung bình giá tính theo tuần trong vòng 200 tuần qua thì chúng ta có thể nhìn thấy được một điều là cả ba chỉ số này nó gần như giống nhau nếu chúng ta nhìn vào cái màu đỏ trên màn hình đó, cái giá trung bình dựa theo on chain cho những nhà tư ngắn hạn là 26.000 đô cái giá trung bình điều chỉnh lại dựa theo cái thời điểm mà BTC di chuyển on chain đó thì chúng ta nhìn thấy được ở mức là 25.3 ngàn đô chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh trên màn hình đó, cái đường trung bình giá 200 tuần qua ở mức là 26.300 đô thì cái mà chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC dựa theo Classno là miễn là giá có thể giữ được trên ba đường này đó thì khả năng chúng ta vẫn có thể thấy giá cả có thể tiếp tục tiến tới tại vì sao các bạn tại vì khi mà trên cái mức này thì những nhà đầu tư ngắn hạn đó họ thật sự cũng không có lý do gì bán và thường khi mà tình hình không tốt đó những nhà đầu tư ngắn hạn thì những người sẽ rời khỏi thị trường trước à, cho nên nếu như mà chúng ta có giá trên những mức này à, giống như hiện bây giờ là 26.959 thì những nhà đầu tư ngắn hạn họ cũng à, vẫn đang có lời một chút họ không có lý do gì mà lo lắng hiện bây giờ mà chúng ta muốn giá tiếp tục ở trên mức này đó là những gì mà được uh, chia sẻ bởi Klasno. Nhưng mà chúng ta cũng có thêm một cái tài liệu khác nữa dựa theo on chain từ Keiko. Thì đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi Anthony Pomliano các bạn Thì đây là tài liệu không phải ảnh hưởng đến giá cả bây giờ Hay là một ngày nào hết Mà đây là cái tài liệu cho các bạn nhìn chung hiện bây giờ đó Là cái khuôn khổ hoạt động của crypto ra sao Vốn hóa như thế nào Thì thường chia sẻ đi các bạn có một cách nhìn tổng quát hơn Đầu tiên hết á, thì uh, Keiko chia sẻ là cái số lượng giao dịch thực sự mà nói đã giảm rất là nhiều rồi các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được dựa theo tài liệu này đó thì những thời điểm mà có nhiều giao dịch là thời điểm như là tháng 5 năm 2021 lúc đó là giá BTC đạt được cái mức thường nhớ là 63.000 đô rồi chúng ta nhìn thấy được là thời điểm tháng 5 năm 2022 tháng 11 năm 2022 cũng có rất nhiều giao dịch các bạn đó chính là cái lúc mà FDX sụp đổ Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là khối giao dịch bây giờ rất là thấp luôn Chúng ta có thể nhìn thấy cái volume giao dịch của Binance thì bây giờ vẫn là lớn nhất các bạn Tới 56% lợi nhưng mà rất rõ ràng là chúng ta nhìn thấy được là từ cái thời điểm khoảng chừng cái đây 2-3 tháng đó Thì cái volume giao dịch của Binance đã có một cái sự suy giảm và đã giảm 15% trong thời điểm đó Kế đến nữa chúng ta nhìn vào cái thông tin kế tiếp nữa là cái tài liệu liên quan tới là giao dịch thì bây giờ là Hoa Kỳ chiếm bao nhiêu phần trăm và giao dịch ở ngoài Hoa Kỳ chiếm bao nhiêu phần trăm thì rất rõ ràng chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ 14% giao dịch là đến từ Hoa Kỳ, 86% là đến từ những quốc gia khác các bạn con số này đương nhiên cho chúng ta nhìn thấy được là Hoa Kỳ cái volume thực sự là không phải là nhiều nhiều cho một quốc gia nhưng mà nếu nói là Hoa Kỳ là chiếm hết volume thị trường này không phải các bạn cái volume phần lớn vẫn nằm bên ngoài Hoa Kỳ và đương nhiên chúng ta có những sàn lớn như là Binance.com hay là Bybit những sàn đó thì đều chỉ hỗ trợ bên ngoài Hoa Kỳ mà thôi nhưng mà cho dù chúng ta nghe những cái thông tin liên quan ra pháp lý không tốt trên căn bản đó so với lại năm 2020 thì lúc đó những giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ là chiếm tới 90% các bạn Nhưng mà bây giờ đó chỉ có 86% mà thôi Có nghĩa là cái giao dịch ở trong Hoa Kỳ bây giờ vẫn tăng so với cái t 3 năm các bạn Từ 10 lên tới 14% Có nghĩa là thị trường Hoa Kỳ vẫn là một cái thị trường quan trọng đó với nhiều sàn các bạn Cho nên chúng ta mới thấy là những sàn như là Binance có Binance US Coinbase nói như vậy thôi nhưng mà cuối cùng họ cũng đứng chính lại là họ đương nhiên không muốn bỏ ra thị trường Hoa Kỳ rồi Tại vì họ có trụ sở ở đây bên ngoài đương nhiên là sẽ có nhiều giao dịch hơn là Hoa Kỳ nhưng mà Hoa Kỳ vẫn là một phần quan trọng kế đó nữa chúng ta có thể nhìn thấy được uh, tài liệu này là một tài liệu mà Thuận cũng mới gì đọc các bạn cũng rất là thú vị đây là cái tài liệu liên quan tới tính thanh khoản hiện bây giờ ở trong thị crypto là ra sao và cái cách mà họ tính á, là đối với lại tính thanh khoản liên quan tới đồng đô la thì không có nhiều sự thay đổi nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái uh, tính thanh khoản uh, liên quan đến BTC và Ethereum đó mà Họ canh tính tất là trong vòng 2% của giá hiện tại thì có bao nhiêu BTC và Ethereum sẵn sàng giao dịch ở mức đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đối với BTC thì cũng đã giảm sau khi mà có cái sự sụp đổ của FTX trong tháng 11 của năm ngoái Ethereum cũng tương tự các bạn, cái tính thanh khoản cũng đã giảm rồi. Tới bây giờ đó chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu chúng ta lấy cái thời điểm bây giờ thì khoảng chừng là 5500 BTC sẵn sàng giao dịch trong phạm vi là 2% mức giá hiện tại. Và đối với lại Ethereum đó, thì chúng ta nhìn thấy được là gần đây thì cũng có một sự tăng trưởng lại nhưng mà thật ra vẫn giảm nhiều so với tháng 11 của năm ngoái thì chúng ta được là ở mức này thuần ước tính là khoảng chừng 60 cho đến 70 ngàn Ether sẽ sẵn sàng giao dịch ở cái mức 2% trên lệch ở mức giá hiện bây giờ. Đó chính là cái người ta gọi là độ sâu của thị trường các bạn. À, và Tại sao mà chúng ta lại thấy cái tính thanh khoản đã giảm xuống thì có rất nhiều lý do. Chúng ta đã nhìn thấy gần đây đó như ngày hôm qua thường chia sẻ với các bạn, có những cái công ty giao dịch họ đã quyết định là rời khỏi thị trường này tại vì hiện bây giờ đó không có nhiều cái lợi nhuận các bạn tại vì volume giảm xuống thị trường cũng ảm đạm và họ đã bắt đầu trong một cái thời gian sôi động cho nên họ đã không có sự chuẩn bị để có thể sống sót qua một cái thời điểm như thế này cộng với đó chúng ta cũng có những cái công ty như là Chang street và jump đó, thì ngoại trừ việc là họ cũng đã giảm xuống về cái uh, hoạt động market making có nghĩa là hoạt động uh, nhà tạo lập của thị trường họ cũng đã giảm xuống một phần tại vì thị trường ảm đạm một phần tại vì họ nói là pháp lý thì cũng uh, bây giờ không được tốt lắm và đối với việc đó đó dẫn đến là chúng ta nhìn thấy được là cái thanh khoản thị trường sẽ giảm xuống tại vì cái nhiệm vụ của market maker đó nhà tạo lập thị trường đó chính là cung cấp tính thanh khoản các bạn không biết là trong sinh thù này đó thì chúng ta thường hay nói tới nhà tạo lập như là một cái nhóm người nào đó họ chuyên quấy rối thị trường họ chuyên làm giá để mà trục lợi cái đó đương nhiên cũng có xảy ra các bạn nhưng mà trên thực tế đó thị trường nào cũng có market maker ngay cả chứng khoán không như vậy nhưng mà các bạn À, xem trực tiếp chứng khoán hoa kỳ ra giống như là tối nay các bạn rảnh thì các bạn có thể xem trực tiếp khi mà chứng khoán mở cửa à, thì sẽ có những người họ bận cái áo vest à, nhưng mà họ lại mán một cái máy giống như ipad các bạn rồi sẽ có những người bu quanh họ giống như thế này các bạn thì đó là những nhà tạo lập thị trường những cái market maker của thị trường chứng khoán và trách nhiệm của họ là sẽ cung cấp cả hai bên ai bán họ sẽ mua ai mua thì họ sẽ bán làm như vậy để thứ nhất là cung cấp cái tính thanh khoản để cho thị trường không có loạn lên và cái mà họ kiếm được tiền đó chính là cái sự chênh lệch giữa người mua và người bán. Họ liên tục di chuyển từ cổ phiếu này của người này sở hữu qua người bên kia. Người bán thì họ lấy, người mua thì họ bán cho ra và trên đợt đó bid và ask là cái mà họ kiếm được tiền. Thì đó là cách làm việc của market maker, họ đóng vai trò rất quan trọng và đương nhiên trong thêm crypto này chúng ta cũng có những công ty như vậy và đương nhiên nó không phải là những người à, đứng như thế này ở New York Stock Exchange các bạn Tại vì chúng ta đâu có một cái sàn giao dịch à, nào mà có người đó đâu cho crypto, tất cả đều à, là giao dịch qua Internet hết Thì có những công ty như là Chan Street và Jump đó thì đó là cái cách hoạt động của họ và khi mà họ không có muốn tiếp tục hoạt động nữa và họ rút vốn về ra thì sẽ thấy được một tượng đó chính là tính thanh khoản sẽ giảm xuống các bạn. Và khi mà tính thanh khoản giảm xuống thì dẫn đến là giá cả sẽ dao động mạnh khi mà có cái nhu cầu mua và bán quá nhiều chỉ là bây giờ nhu cầu mua bán ít các bạn như chúng ta nhìn thấy được volume cho nên cái sự dao động cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà nếu như cái sự gia động trở lại đó thì cái tính thanh khoản nó sẽ không có đủ dẫn đến giá cả sẽ lên xuống rất là nhanh nhưng mà ngược lại khi mà mọi thứ dao động trở lại thì những công ty này họ lại sẽ trở vào thị trường này để mà kiếm ăn những công ty này họ có làm giá chuyện này không nên thì nghĩ đương nhiên có rồi nhưng mà họ sẽ không bao giờ nói là họ làm giá đâu các bạn thì những điều này nói là được gì các bạn Volume giảm market maker cũng giảm xuống có nghĩa là chúng ta đương nhiên là thấy có dấu hiệu là những cái um, ví lớn tích lũy BTC như chúng ta nói tới tài liệu từ Klasno nhưng mà chúng ta có thể thấy đây có thể là những con cá voi đã có trong thị trường này nhiều năm rồi chứ không phải là những cái công ty mới đi vào thị trường này tại vì trên căn bản volume như thường dự chia sẻ và cộng với lại cái tính thanh khoản bây giờ cũng không có cao rồi điều kế tiếp đó, được chia sẻ bởi anthony pompliano liên quan tới cái mô hình hoạt động của Internet crypto ngay thời điểm bây giờ là chúng ta hãy nhìn vào ở trên những cái sàn tập trung đó và đây là tài liệu đến từ tổng cộng là 20 sàn tập trung lớn thì chúng ta thấy được là cái cặp mà giao dịch nhiều nhất với BTC đó chính là Bitcoin và USDT các bạn. Cho dù là biết bao nhiêu người có sự nghi ngờ liên quan tới theo được USDT nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái dùng mà màu xanh dương trên màn hình á vẫn là cái dùng lớn nhất. Tuy nhiên trong thời gian qua cũng đã bị lớn chiếm bởi những cái đồng ổn định khác. Nhất là dựa theo từ này để gần đây chúng ta nhìn thấy được cái cặp BTC và True USD cái dùng màu xám này lại có sự tăng lên các bạn. Rất là thú vị bên trên này đó cái dùng màu cam này đó chính là giao dịch BTC trực tiếp với đồng đô la thì vẫn là một phần cũng coi như là cũng lớn các bạn không phải là nhỏ đâu rồi điều kế tiếp được chia sẻ bởi Anthony Pompliano đó chính là chúng ta hãy nhìn vào đồng ổn định với là tiền mặt và những đồng khác các bạn thường không biết những đồng khác là cái gì nhưng mà nói chung đó thì cái phần lớn nhất bây giờ trên những cái sàn giao dịch và đương nhiên đây là tài liệu đến từ 20 sàn lớn thì cái cặp giao dịch nhiều nhất vẫn là BTC và đồng ổn định các bạn chứ không phải là những cái cặp liên quan tới tiền mặt thì đó là cái tài liệu mà tôi nghĩ cũng không ai à, gọi là bất ngờ đâu à, tại sao tài liệu được chia sẻ hai lần thì cũng không rõ các bạn có thể là cái người mà viết bài viết này <laughs> buồn ngủ hay gì đó cho nên đã copy và paste hai lần nhưng mà điều kế tiếp à, được chia sẻ là những đồng ổn định trên à, sàn giao dịch tập trung đó thì à, chúng ta có những đồng lớn như là đồng Tether BUSD, TUSD, USDC và DAI thì à, cái đồng nào chiếm thị phần nhiều nhất thì đương nhiên chúng ta nhìn thấy được là USDC chiếm tới 76% lận. Trong khi chúng ta nhìn thấy được là những cái đồng khác như là TUSD thì 95% đang trên cái con đường tăng trưởng nhưng mà ngược lại USDC chỉ còn 1% bây giờ mà thôi. Phần trăm cực kỳ thấp luôn các bạn các bạn đã từng giao dịch cặp nào liên quan tới USDC hay là chưa thường thì chưa các bạn và đây là những tài liệu được chia sẻ bởi Anthony Pomliano tôi hy vọng là các bạn kiếm được những cái giá trị thú vị trong cái bài chia sẻ này từ Anthony Pomliano đây không phải là những cái tài liệu chúng ta thường hay à, nói tới hàng ngày các bạn nhưng mà đây là lần đầu tiên thượng có một cái bài chia sẻ mà nó mang tính chất tổng quát về thị trường crypto bây giờ đó đang như thế nào thì nói chung như các bạn đang thấy được là chúng ta đang ở một cái thời kỳ trên căn bản là không nhiều người quan tâm đến thì crypto này có thể trong thị trường crypto này chúng ta thấy ngày nào cũng sôi động các bạn tại vì các bạn trade hay là các bạn đầu tư dài hạn các bạn theo thông tin cho bạn cảm thấy ngày nào cũng sôi động nhưng mà những người mà không có trong thì trường crypto này đã hầu như bây giờ không quan tâm các bạn và những thời điểm mà không nhiều người quan tâm đó chính là thời điểm mà chúng ta nên quan tâm nếu có thể đó cuối tuần này các bạn đi chơi đi ăn uống đi nhậu với bạn bè hay gì đó thì Nhất là những bạn đàn bà nào mà các bạn biết là ít quan tâm đến thị trường tài chính hay là ít quan tâm đến crypto Thì các bạn có thể hỏi những câu hỏi đơn giản như là nghĩ sao về crypto hiện bây giờ Nghĩ về tương lai ra sao, gần đây có nghe gì về crypto hay là không Thậm chí chỉ câu hỏi là có biết là giá cả của BTC bây giờ là bao nhiêu, Ethereum là bao nhiêu là không, thì có thể các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ. Tại vì rất nhiều người hầu như bây giờ đã không còn quan tâm đến nữa, các bạn. Chúng ta trong trường này thì đương nhiên cảm thấy ngày nào cũng sôi động rồi, nhưng mà không ai cũng nghĩ như vậy. Rồi, à, Thuận muốn tiếp tục chia sẻ cái à, thông tin kế tiếp liên quan tới Hồng Kông, các bạn. Hồng Kông hôm nay đã chính thức mở cửa à, để à, bắt đầu cho giờ được crypto. thì tình hình như thế nào? Chia sẻ một clip ngắn với các bạn chỉ mười mấy giây thôi, rồi chúng ta sẽ nói tới thông tin BTC Hồng Kông. Rồi cái màn hình BG ngày hôm nay đã không qua được 27 ngày thôi, đó là tình hình của BG ngày hôm nay Khi mà Hồng Kông bắt đầu mở cửa cho giao dịch Socialist <laughs> Tuy nhiên đó chỉ là một cái clip vui nhộn để nói về BDC và Hồng Kông thôi các bạn Chứ còn thường không có ý nào khác hơn Vì chúng ta thấy được là bản thân thuần còn vấp té nên nói chi tổng thống Joe Biden bây giờ đã 80 tuổi rồi các bạn Nhưng mà nói tới Hồng Kông thì có điều gì bạn hỏi thuận Hôm nay chúng ta đã biết là Hồng Kông chính thức mở cửa cho giao dịch Tại sao lại quá im lặng như vậy Có phải là à, mở cửa giao dịch để cho anh em bên Hồng Kông đâm trên thị trường của chúng ta hay không Thì đương nhiên không phải các bạn cái mà thường nhận được đó điều thứ nhất là tài liệu liên quan tới hồng kông và crypto đã hầu như À, rất là kính các bạn hầu như chúng ta không có nhiều những cái bài báo viết chi tiết chúng ta thấy được những bài báo thì viết về cái tài liệu liên quan tới hồng kông cho do crypto nhưng mà phần lớn viết qua lo thôi chứ không có những tài liệu chi tiết tôi cũng tìm thấy được là hai bài báo ở châu á các bạn một cái là nikkei asia một cái nữa đó chính là south china morning post thì cả hai bài viết này đã đều nói là hôm nay đúng là hồng kông đã chính thức mở cửa để bắt đầu cho giao dịch crypto theo quy định mới à, nhưng mà ngày hôm nay là ngày mà ban quản lý chứng khoán và hợp đồng tương lai của Hồng Kông. Ở Hồng Kông đó thì cả hai ban quản lý đó là một các bạn nghĩa là chứng khoán và hợp đồng tương lai là một chứ không giống như là những quốc gia khác như là Hoa Kỳ thì hợp đồng tương lai và hàng hóa là CFTC, còn chứng khoán là SEC Hồng Kông cả hai là một. Thì cái bộ phận đó sẽ bắt đầu duyệt những cái đơn nộp đến từ những sàn và sau đó sẽ cấp giấy phép các bạn và để có thể À, mở cửa Hồng Kông đó thì à, cái quy định về tiền bạc tôi cũng thấy cũng à, không có gì là khó khăn về tiền bạc các bạn giống như là nếu muốn có được bằng hoạt động ở Hồng Kông đó thì cái công ty đó cần phải có 5 triệu đồng Hồng Kông đô la có nghĩa là khoảng 638 000 đô mình thôi các bạn tôi nghĩ là sàn nào cũng sẽ có con số đó. À, nhưng mà điều quan trọng hơn đó là cần phải có những quy định à, để mà chống rửa tiền và phải có những cái à, người làm việc cho công ty quản lý mà có kinh nghiệm à, về việc chống rửa tiền chứ không phải là để ai vô trí đó cũng được đó là cái sự đòi hỏi đến từ hồng kông và tôi cảm thấy là phần lớn những sàn bây giờ hầu như đều có tiền và có những người có kinh nghiệm có thể làm được điều này cho nên bây giờ đó thì dựa theo tài liệu đã có 80 công ty đã nạp đơn để xin giấy phép hoạt động rồi thì chừng nào Mới cung cấp giấy phép đó thì trong thời gian tới đây họ không nói rõ là khi nào Không biết là cần vài ngày để duyệt hay là một hai tuần để duyệt chúng ta không rõ Nhưng mà những cái công ty này sẽ được duyệt từng công ty một Và khi mà công ty có giấy phép rồi họ sẽ bắt đầu mở cửa và mới bắt đầu Người dân đăng ký để mà giao dịch chứ không phải là ngày hôm nay mọi người sẽ out vô để giao dịch các bạn Tại vì những công ty này họ sẽ có giấy phép trong thời gian tới đây Khi nào thì không rõ như thường vừa chia sẻ với các bạn còn về một số thông tin khác nữa đó là chúng ta thấy là sàn nào đã lên tiếng nói là họ đang chờ đợi để mà được duyệt thì chúng ta có okx và hobby đây là hai sàn đã chính thức lên tiếng nói là họ đã nộp đơn rồi để có thể hoạt động ở Hồng Kông. Chúng ta nhìn thấy được một sàn khác nữa mà ít ai nói tới bây giờ hồi xưa đó BitMax rất nổi tiếng các bạn năm 2017, 18. Bây giờ thì hầu như ít ai nói tới nhưng BitMax họ nói là họ đã ra quyết định là sẽ có một cái đơn vị ứng dụng khác sẽ cung cấp dịch vụ cho người Hồng Kông và trong cái ứng dụng đó sẽ không có futures chỉ có spot trading mà thôi. Đó là quyết định từ sàn BitMax, họ sẽ ủng hộ Hồng Kông và sẽ có hoạt động ở đó nhưng mà chỉ cho sport spot mà thôi rồi sàn geek.io đây là một sàn mà cũng biết lâu rồi các bạn sàn này đã nói là họ cũng sẽ có một đơn vị hoạt động ở hồng kông có tên là geek đoạn hồng thì có một cái sàn mà nhiều bạn biết đến lại không có trong danh sách chờ đợi để có thể hoạt động ở hồng kông đó chính là sàn nào có biết ôm cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe nói tới binance tới thời điểm ngày hôm qua thì chúng ta vẫn không thấy thông tin là Binance đã chính thức nộp đơn để hoạt động ở Hồng Kông. thì về Hồng Kông đó, tôi nghĩ đây là những cái tài liệu mà sẽ có sự ảnh hưởng dài hạn, không phải là sẽ có sự ảnh hưởng ngay ngày hôm nay như là nhiều bạn mong chờ đâu. nhưng mà hôm nay giá cả của BTC vẫn giữ nguyên như giá ngày hôm qua thì coi như cũng tốt rồi các bạn. không phải là đâm chứ nhiều khi chúng ta thấy là những thông tin như là Hồng Kông sắp mở cửa dẫn đến nhiều bạn FOMO vào, rồi sau khi mà chúng ta có thông chính thức đó thì mọi người lại đâm Hôm nay ít ra chúng ta không thấy cái hiện tượng đó. Hồng Kông sẽ từ 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 cho những sàn giao dịch online và sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ. Mà chúng ta cũng có thông tin là có một công ty có tên là First Digital. Đây là một công ty mà có trụ sở tại Hồng Kông và họ đang giới thiệu một đồng ổn định, một stablecoin có tên là First Digital USD, FDUSD. Dự định sẽ được hỗ trợ bằng 1 một bằng đồng đô la hoặc là tài sản có giá trị tương đương. Stablecoin có khả năng cho phép thực hiện các hợp đồng tài chính dịch vụ ký quỹ và bảo hiểm và nếu như mà cái đồng FDUSD được thông qua đó thì đây sẽ là stablecoin đầu tiên được cấp phép ở Hồng Kông, đương nhiên Hồng Kông sẽ cho phép những cái stablecoin khác như là đồng Tether và USDC để mà hoạt động nhưng mà một cái thông tin thường nhận được gần đây đó, như thường đã từng chia sẻ với các bạn là những đồng ổn định như là Tether và USDC thì hầu như chỉ dành cho những cái công ty sử dụng mà thôi, những quỹ đầu tư sử dụng chứ không phải là dành cho người dân người dân muốn thu mua crypto ở Hồng Kông đó thì dựa theo cái thông tin chính thức được thông báo là họ phải sử dụng những sàn peer-to-peer để mà thu mua nếu như mà đồng FTUSD được thông qua có phải là sẽ chính thức là đồng stablecoin duy nhất được ủng hộ và sử dụng Hồng Kông hay là không? Tại sao họ lại không chấp nhận USDC Thì Có nhiều lý do các bạn có thể là họ không tin tưởng, họ muốn cái công ty phát hành đồng stablecoin phải là một công ty có trụ sở và bắt nguồn từ Hồng Kông để họ có thể giám sát và không xảy ra những cái sự cố đáng tiếc là không có tiền dẫn đến mất phép. Cũng có thể đó là lý do các bạn. Chúng ta chỉ biết hôm nay công ty này đã thông báo chính thức là họ sẽ có một đồng như vậy có được cấp phép hay không chúng ta sẽ chờ và cách đây hai ba năm đó chúng ta nhìn thấy một hiện tượng đó chính là giá của BTC ở Hàn Quốc so với giá quốc tế thì trên là rất là nhiều chúng ta gọi đó là Kimchi Premium bây giờ đã có Hồng Kông đó giả sử như sau này giá BTC trên lệch nhiều ở Hồng Kông so với giá quốc tế thì chúng ta sẽ gọi là gì các bạn <laughs> dim sum premium và các bạn này bên dưới nói là dim sum có nghĩa là đâm sim có nghĩa là đâm xuân. <laughs> À, và như mà nào mà không rành thì điểm xâm đó chính là cái à, món ăn sáng, à, cái cách ăn sáng mà người Hồng Kông rất là thích à, ăn các bạn, à, thùng cũng là một người rất là thích ăn điểm sấm rồi Google Cloud à, hôm nay đó đã đưa ra một cái à, thông báo các bạn như các bạn nhìn trên màn hình đó, đây chính là cái Twitter là chính thức của Google Cloud thì đây là dịch vụ đám mây của Google và họ đã đưa ra thông báo là đã có đối tác với lại công ty có tên là voltage voltage là một công ty mà họ cung cấp dịch vụ cho những công ty khác mà muốn sử dụng mạng lưới Layer network có thể là chạy nô trên voltage hay là có thể là sẽ hỗ trợ nếu như mà các bạn là một cửa hàng hay là một công ty mà muốn cho khách hàng của mình thanh toán sử dụng mạng lưới Layer network mạng lưới tầng hai của btc À, thì bây giờ công ty này đã chính thức à, có đối tác à, với lại Google Cloud, đám mây Google sẽ là cái cơ sở hạ tầng để mà hỗ trợ Voltage. Mặc dù trước đây chúng ta đã có cái ví vụ đám mây khác như là Amazon Cloud, Microsoft Cloud đã lên tiếng có sự hợp tác với những công ty crypto, nhưng mà điều thú vị ở đây đó là Twitter chính thức của Google Cloud là nơi đưa thông báo, trong khi chỉ về năm trước Google đã cấm quảng cáo crypto và YouTube đàn áp các kênh về crypto bao gồm cả kênh này các bạn Thuận Capital các bạn đã nhớ à, có một thời gian đây nhiều video của Thuận Capital đột nhiên bị xóa và thậm chí có một thời gian đó, Thuận bị liên tục hai gậy luôn các bạn không biết tại sao và lúc đó không phải là riêng kênh của Thuận mà những kênh khác liên quan đến crypto cũng bị và đã phản ảnh rất nhiều cuối cùng đó, thì YouTube cũng đã nói là đó là lỗi của họ họ sẽ lấy đi những cái gậy đó và đã hồi phục lại những video trên kênh Thuận Capital đó là cái uh, tình hình cách đây uh, không lâu các bạn đầu năm 2019 Đây là một cái uh, thời điểm mà crypto hầu như là không được hỗ trợ và không được ủng hộ bởi Google và họ không những gì mà còn ra sức đi mà đàn áp nữa. Bây giờ các bạn thấy là Google Cloud là nơi mà đưa thông tin liên quan tới hỗ trợ một công ty mà hỗ trợ gây dựng trên mạng lưới Bitcoin Lightning Network. Thế giới đã từ từ thực sự thay đổi rồi các bạn. Cũng như là một câu nói chúng ta nói tới thường xuyên trên channel này. Không có bạn bờ vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi rồi chúng ta có một số những thông tin khác nữa thông muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta kết thúc video này chúng ta có thông tin đến từ công ty Circle các bạn thì công ty Circle đó công ty mà phải hành động ổn định USDC đã loại bỏ hoàn toàn trái phiếu Hoa Kỳ khỏi khoa dự trữ của mình lý do họ nói là để đề phòng ngừa những rủi ro liên quan tới nợ trần Hoa Kỳ các bạn <laughs> nhưng mà thường cảm thấy là có gì đó cũng không đúng ở đây, tại vì việc nợ trần của Hoa Kỳ, thường không nghĩ là có một nhà đầu tư kỳ cựu nào, một công ty lớn nào mà nghĩ khả năng mà Hoa Kỳ vỡ nợ đợt này là cao đâu các bạn. Ai cũng biết khả năng đó đương nhiên là có nhưng mà cực kỳ nhỏ luôn và đó là cái thông điệp thường đã chia sẻ với các bạn trong vòng mấy tháng qua khi mà cái vấn đề nợ trần à, một lần nữa được nhắc đến. Nhưng mà đó là cái lý do được đưa ra bởi công ty Circle USDC. Nhưng mà ngược lại đấy, thì các bạn đã thấy được là stablecoin vì tập trung đai lại trải qua một sự thay đổi lớn khi mà MakerDAO đã giảm tỷ lệ lưu trữ USDC từ 50% vào tháng 8 của năm ngoái xuống chỉ còn có 23% bây giờ mà thôi và họ lại lựa chọn là lưu trữ thêm công trái phiếu Hoa Kỳ. Wow các bạn, thực sự là bất ngờ. Công ty tập trung thì lại muốn không tiếp tục lưu trữ nhiều công trái phiếu Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà dự án phải tập trung thì lại muốn lưu trữ thêm công trái phiếu Hoa Kỳ. Rồi, chúng ta cũng có một sàn OTC, à, đó chính là sàn Cumberland. Sàn này họ nói là họ sẽ ngừng giao dịch Filecoin tại vì à, họ nghĩ đây sẽ là một rủi ro về pháp lý. Gần đây các bạn đã nhớ là trong một vụ kiện đó, thì SEC đã lên tiếng nói Filecoin cùng với một số những đồng khác là chứng khoán. À, thì bây giờ công ty à, OTC giao dịch ngoài này họ nói là họ sẽ ngừng vào ngày 1 tháng 6 và không hỗ trợ Filecoin nữa. Và thông tin cuối cùng, những bạn nào mà là fan của uh, Sui thì các bạn thấy được là đội của Suy nói là họ cũng đã có một cái hợp đồng dài hạn với lại đội đua xe Oracle Red Bull Racing F1 và các bạn thấy được là cái logo Suy sẽ có ở trên cái xe đua như các bạn thấy trên màn hình và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thường Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thêm ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus thì giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.